TikTok là mạng xã hội video ngắn với rất là nhiều những hiệu ứng đẹp mắt và rất là đáng yêu. Chính vì vậy nên là mạng xã hội video này thu hút được rất là nhiều người dùng trên thế giới. Và nếu mà anh chị đang là những cái người bán hàng ở trên TikTok ấy, mà chưa có một cái tư duy chiến lược và có cái hành động quyết liệt để bán hàng trên TikTok, hoặc là các anh chị chỉ là người chơi TikTok thôi nhưng mà chưa chú ý thích xây dựng một cái shop hoặc là một cái thương hiệu để bán hàng trên TikTok, hoặc là nếu mà các anh chị là một người gọi là chưa biết gì về TikTok cả và đang tò mò về bán hàng trên TikTok, hay là anh chị đang muốn bán hàng đa kênh, muốn mở rộng tiệm khách hàng và đối tượng của mình để bán hàng được nhiều hơn nữa, đặc biệt là trên kênh TikTok này, thì cái khóa học TikTok SEO ACE này, đó là cái khóa, chính là cái khóa học này dành cho các anh chị luôn. Khóa học này rất là chi tiết và dễ dàng thực hiện, và chắc chắn là sau khi học xong các chị sẽ thành thạo tất cả các công cụ và những cái hiệu ứng ở trên TikTok. Các chị sẽ bán, các chị sẽ tự quay được các video rất là hay ở trên TikTok và các chị sẽ là những cái người mà bán trend rất là nhanh. Và tiếp theo nữa là các anh chị sẽ là những cái người sáng tạo nội dung giỏi trên TikTok. Đặc biệt nữa, các anh chị sẽ tạo được cái shop chuyên nghiệp bán hàng trên TikTok và tôi sẽ chỉ cho các chị rất là nhiều cách để phát triển cái kênh TikTok này. Ok, và đặc biệt là chúng ta sẽ bán hàng với chi phí không đồng, hoàn toàn là không đồng, và chắc chắn chúng ta sẽ là người đi đầu và đi đầu về bán hàng ở trên TikTok tại Việt Nam luôn. Cho khóa học kinh doanh trên TikTok AZ này, tôi sẽ chia sẻ với các chị những cái nội dung chính như thế này, gồm có 7 phần. Và phần đầu tiên đó chính là phần là tổng quan về TikTok. Phần thứ hai, cùng đi giải phóng chi tiết về TikTok. Phần thứ ba, đi khám phá kho steel khủng khiếp ở trên TikTok. Và phần thứ tư là thực hành quay video thực tế trực tiếp. Tôi sẽ hướng dẫn các chị cách quay rất là nhiều những cái cách quay video ở trên TikTok. Và phần thứ năm là bí quyết phát triển kênh TikTok. Và phần thứ sáu là quản lý comment và inbox. Và phần thứ bảy là các chị sẽ được học quảng cáo về TikTok. Các chị làm sao để mà tạo tài khoản quảng cáo và làm sao để chạy được quảng cáo trên TikTok. Thì trên đây là 7 phần ở trong cái khóa học kinh doanh trên TikTok lần này. Chúc các anh chị học cái khóa này và áp dụng của nó vào thành công. Ok, xin chào. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.